Vâng, xin kính chào thầy mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả dòng xe qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ. Địa chỉ cầu Tân Cựu, đường 10 An Lão, Hải Phòng, lối ra vào cao tốc nội Phòng ra quốc lộ 10. Số điện thoại 0326062789. Ngày hôm nay Khả Năng Ô Tô sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc cái gì đây nhỉ? Con này con gì anh em nhỉ? Chevrolet Spark đời 2008 tên tư nhân biển Hải Phòng. Màu vàng mứt anh em ạ, không phải vàng anh em nghĩ đâu. Con này em bán giá đúng chuẩn 89 triệu đồng mà không lời lãi gì để mừng cái lượt sắp của em trên 24.000 lượt sắp rồi anh em. Vậy thì anh em nào mới xem hay là đã xem mà chưa like cũng như chưa đăng ký kênh, làm ơn hãy ủng hộ em một nút like và nút đăng ký kênh miễn phí thôi. Anh em có thể làm em động lực làm những cái video tiếp theo để phục vụ mọi người trong cái ngành buôn bán xe cũ này. Anh em biết rồi, những chiếc xe cũ bây giờ nó bão hòa, không như ngày xưa nữa. Bên em nãy mỗi chiếc xe cũ chỉ tầm 100-200 triệu thôi, không nhiều. Vậy thì anh em nào cảm thấy em bán ok, anh em liên hệ em số điện thoại 0326062789. Chiếc Chevrolet Spark đời 2008 tên tư nhân biển Hải Phòng này em bán chuẩn giá chính xác luôn có 89 triệu đồng thôi, anh em đừng bớt em nữa nhá. Hòa chân, con này bán hòa chân luôn, vừa thay một cái lốc điều hòa và làm vệ sinh điều hòa Red Bull luôn, mới cứng luôn anh em nhá. Tên tư nhân biển Hải Phòng màu vàng sơn si là tỉa tốt, căng bóng đẹp rồi. Tình trạng xe là có cả màn hình luôn. Như vậy là không cần lỗi lầm gì hết, 4 quả lốp mới cứng luôn. Thì anh em đến xem nhìn 4 quả lốp bên này ăn luôn. Đăng kiểm tháng 8 năm 2020, ối rồi ôi. Thực sự là ối rồi ôi luôn. Con này thì anh em bán chiên khách hàng nhá. Và không có một đồng tiền lãi nào, lỗi lỗi sai không làm người luôn. Đây, anh em là đừng có bớt bát, anh em là đừng có ủn em nữa anh em nhá. Anh em đến và lấy đi cái canh Tết này 89 triệu đồng anh em đã sở hữu ngay một chiếc Chevrolet Spark đời 2008 tên tư nhân đẹp tuyệt vời như thế này rồi anh em nhé. Màu vàng rất là đẹp. Động cơ thì chạy xăng và máy 0.98 thì nó rơi vào 1 chấm anh em ạ. Ba máy dòng Spark này rất là tiết kiệm nhiên liệu. 100 km nó hốc tầm 5 lít đến 5 lít rưỡi trên 100 km thôi anh em. Cực kỳ tiết kiệm nhá, đâu đó rơi vào tầm 90.000 hay 100.000 tiền xăng này anh em có thể đi được 100 cây vi vu rồi. Rất là dễ dàng rồi, anh em không bật điều hòa thì khả năng nó còn tiết kiệm hơn nữa. Xe được trang bị 4 quả lốp mới này, đăng kiểm tháng 8 năm 2020. Đèn đóm rất là đẹp, sáng sủa, không có lỗi lầm gì. Điện đóm ok, không có cái gì hết, điều hòa thì mát. Tất cả những option như ốp đèn sau này, ốp xăng và ốp tay nắm cửa anh em đã ốp chrome rồi. Còn cái lẹp sườn sơn màu đen nhìn rất là nổi bật, làm bật tông xe. Có cả vẻ che mưa và lóc, anh em có cái cản trên nóc rồi nhá. Đấy, có cái gì trên nóc, cái gọi là cái gì nóc này, cái giá trên nóc kia, rất là đẹp rồi. Sơn xi lại căng bóng nữa. Như vậy anh em chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Tên tư nhân biển Hải Phòng nhá. Đó, máy đang hoạt động anh em cho nghe tiếng máy luôn. Cả bật điều hòa luôn anh em ạ. Tí em sẽ tắt điều hòa đi và test tiếng máy cho mọi người cùng nghe, xem máy móc hoạt động có ok không. Còn nơi anh em nghe tiếng quạt gió quạt hơi to một tí thôi, còn đâu không có lỗi lầm nhỏ gì chiếc này. Vừa lấy từ xưởng sơn về, sơn tỉa toát đẹp đẽ luôn. 89 triệu đồng không bớt 1.000. Anh em nào cảm thấy ok thì liên hệ em số điện thoại 0326062789. Đặt cọc ngay trong ngày, có dám giảm giá ngay 1 triệu cho anh em nên đặt cọc trong ngày nhé. Đến chỉ việc lấy bằng về thôi. Khẳng định với anh em là chiếc này không còn lỗi lầm gì nhá. Nếu nói sai thì ngày mai em nói lại. Con này nói chung là không có lỗi lầm gì thật anh em. Đây em bán bằng uy tín, bằng trách nhiệm luôn anh em ơi. Cái gì xấu chê luôn. Cái này hiện tại chưa thấy gì xấu luôn. Keo chỉ cánh cửa đầu tiên là zin. Đấy, zin luôn. Đây đây, xấu đây. Mất cái núm để quay tay rồi anh em ạ. Nếu ngoáy 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 gương kìa. Đấy, ngoáy 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 ngoáy. Mất rồi. Bên kia thì còn, bên này thì mất. Đấy, xấu nói luôn, em không có giấu giếm anh em này. Không có đâm đụng nhá. Cam kết luôn, không có đâm đụng. Bóc cột này. Cột zin nhìn khác hoàn toàn anh em ạ. Cột là zin. Zin 100% luôn anh em. Đây. Cùng cho mọi người thẩm thấu. Cùng cho mọi người thẩm thấu anh em nhé. Zin là zin, úi trời ơi, đẹp căng luôn anh em nhìn này. Đó. Càng sau này có này hơi sất sất tí, dán tí băng dính trông bẩn bẩn. Đấy, thế thôi anh em bóc ra được, ok. Còn đâu là zin, cái chỉ cũng zin nhá, chỉ zin khá nhiều. Tất nhiên dưới kia có mất một tí zin kìa. Spark mà có mấy chục triệu anh em ạ. Đòi hỏi gì đâu anh em này, cột zin là được. Anh em nhìn thấy cột chưa? Không đâm đụng nó thể hiện ở đây này. Nhưng bả hơi dày rồi. Đó. Sơn nhiều lần thì nó dày lên tí có gì đâu. Đời 2008 tên tư nhân. Còn đòi hỏi dê. Đây. Sẽ có một vài dấu hiệu lổ sơn
nõm chỗm ở bên trong này mà vẫn ok anh em ạ. Nói chung là anh em mua dọn sơn xịt phải xịt vẫn được, cái gì mấy chục triệu anh em tính gì. Ôi giời, vừa về siêu phẩm Kia Carrera 2.0 đâu bán rồi à? Ui giời, đời 2012 bán cho ai mà nhanh thế, lét căng luôn không ạ. Hôm nay chắc bán hơn 300 chứ mấy, dẹp thế. Ui giời, đấy là anh em nhìn thấy loáng thoáng đít của Vinh ô tô cũ Hải Phòng anh em. Đấy mấy anh quân ô tô náo ngừ lắm hai thành phần. Ui giời, âm thanh đây anh em nhìn nhá, ghế da này chưa vệ sinh đâu, cái này em cho Omo vào đánh phát bật tung luôn, trắng sáng, trắng sáng bật tung rạng ngời đón năm mới anh em nhìn này. Úi giời, keo chỉ zin, cột zin không có đâm đụng gì nhá anh em nhá. Đây anh em nhìn này, úi giời, keo chỉ cánh này cũng gần như zin tầm cánh này thì zin tầm 13%, còn 70% thì mất rồi. 73% thì 77% thì mất rồi, còn 13% zin thôi đó. Nhưng mà cửa đóng mở rất là đẹp này, mở phát được ăn ngay anh em nhé, mở phát ngay luôn này anh em nhìn này, chỉ cánh này cũng còn zin tầm 90%. Đó, máy đang bật điều hòa rất là rung, em sẽ tắt máy điều hòa đi, điều hòa dashboard anh em nhé, điều hòa đi sờ này, toát mồ hôi anh em nhìn thấy toát mồ hôi chưa, đấy anh em nhìn thấy mồ hôi chưa, ui giời toát mồ hôi luôn, dashboard củ số chưa mòn nhá, ui giời rất là sạch đẹp. Ghế da này anh em nhìn đánh nội thất lên chút thôi, chân nỉ nguyên bản đó anh em nhìn thấy không, có khóa khiển, khóa khiển độ khóa khiển rồi, bấm phát chụt ngay mà mở phát là phục luôn ngay, có màn hình rồi anh em nhá, màn hình rồi không thiếu chức năng gì hết, máy nổ rất là êm. Đấy, cùng anh em xem xoay quạt kèo con chiếc xe này anh em biết rồi, theo 5 tháng sử dụng thì bây giờ nó đã rơi vào tầm 12 tuổi rồi anh em, vừa bước sang năm mới em đã tròn 12 tuổi đầu và nó vẫn rất là chất, máy nổ rất là êm, động cơ 0.98 nó rơi vào 5.5 lít sang trên 100 km, đèn đóm ok, sáng đều hai bên, tất cả đèn đóm đều ok hết, đăng kiểm tháng 8 năm 2020, sơn si hiện tại đã tỉa tuốt căng bóng rồi, không cần làm gì hết anh em, chỉ việc đổ xăng và chạy lên đường với mức giá 89 triệu đồng. Nếu ông nào là cọc ngày hôm nay giá có giá giảm ngay 1 triệu, còn anh em nào mà vần vò hay là anh em nào mà giả thấp hơn thì anh em khỏi phải gọi điện luôn, khẳng định anh em bán chiếc này không lời nãi gì, để lên kênh thôi anh em ạ. Con này em lên kênh mà mừng, cái lực kênh của em bây giờ đã rơi vào tầm 24.000 người theo dõi rồi. Vậy thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh, làm ơn cho xin một like cũng như một chia sẻ kênh để em có động lực làm những video tiếp theo. Và xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua luôn luôn ủng hộ cho Khải Đăng ô tô. Địa chỉ sân xe cầu Tiên Cựu, đường 10 An Lão Hải Phòng, lối ra vào cao tốc ở Nội Phòng, giao quốc lộ 10. Chiếc xe này em trực tiếp bắt ở Việt Trì Phú Thọ anh em nhé. Vậy thì anh em hoàn toàn yên tâm với cái chiếc xe này luôn, anh em về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Hiện tại máy nổ rất là to, lý do vì cái bô nó thủng. Đấy, anh em nhìn bô thủng nhá, em quay. Đấy, bô này như Lamborghini anh em nhìn không, ngầm bẹ rất là chắc chắn luôn, đinh đung vào một đống này anh em nhìn thấy không. Ồ, không hề có đâm đụng ngập nước nhá, em cam kết chiếc này không đâm đụng ngập nước luôn, nếu ngập nước thì bây giờ nó nát luôn rồi chứ không còn được như bây giờ nữa, khẳng định với anh em luôn. Cái dòng xe Spark này nó tôn vỏ nó không được đẹp như cái dòng xe khác, nhưng mà nó căng lên được đến thời điểm hiện tại như bây giờ thì anh em biết rồi. Đây, máy nổ rất là êm. Tất nhiên dòng 0.8 thì nó sẽ có sự rung rượt nhất định, nhưng mà anh em vệ sinh cái buji đi phát là ok hết anh em nhé. Đó, anh em nhìn thấy không, máy rất là khô ráo, không xì dầu. Lốc điều hòa mới thay cái lốc bãi 2.7 triệu luôn anh em ạ, rất là đẹp. Và điều hòa rất là mát buốt. Bình rất là to nhưng mà cái lắp bình này vào không vừa anh em ạ. Cái này sẽ phải chế thêm hoặc là sẽ mua cái bình khác phục vụ mọi người. Nói chung con này lỗ quá rồi anh em, đừng có giả giá, tại vì hôm đấy anh em đi giao con xe Genta trắng, anh em mua con xe để đi lại thôi. Về bán giao lưu chủ yếu là giao lưu cho mọi người để mọi người ủng hộ kênh của em. Tất nhiên đây, theo 5 tháng sử dụng những cái này lứt này anh em nhìn lứt sơn chưa? Lứt vỡ này. Đó, nhưng keo chỉ vẫn zin nhá. Ở bên này rất là đẹp mượt luôn. Cái này dây cu loa nó bắn cái bẩn lên hôm đấy đi xuống này bây giờ vẫn còn nguyên đây, chưa có vệ sinh cái gì hết. Em sẽ vệ sinh cái van không tải này và cái gọng hút này thì máy móc sẽ nổ rất là êm và đều luôn. Cảm ơn tất cả mọi người vừa quan tâm theo dõi clip của em. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc này phù hợp với khuôn tiền 89 triệu đồng, liên hệ em số điện thoại 0326062789. Khả năng ô tô, địa chỉ uy tín, trách nhiệm, tạo thành công. Bên em không có buôn gian bán lận hay là không nói dối khách hàng. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc này nó phù hợp với khuôn tiền 89 triệu đồng mà không có bớt nhá. Nếu ông nào đặt cọc luôn trong ngày hôm nay có giá giảm 1 triệu để anh em nộp lá thôi, còn lại không có giá hơn. Cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi clip của em. Xin chào và gặp lại. Chúc mọi người có những ngày cuối năm thì thành công, may mắn trong cuộc sống. Anh em có một cái Tết sum vầy đoàn viên hạnh phúc bên gia đình.
Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Tất nhiên thì bên em đã hốc rồi, còn anh em có tất nhiên như nào thì anh em có thể comment ủng hộ em, hoặc là anh em muốn mua chiếc xe nào anh em alo trực tiếp em số điện thoại 032 60 62 789. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào, gặp lại.